Xin chào anh em ạ, chào mừng em quay trở lại Leo Worldbot. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm đi gameplay sau cập nhật nha. Thì sau cập nhật thì Reaper á, những cái phiên bản mà vũ khí mà phiên bản đặc biệt á, thì nó đã trở về với vị trí của nó rồi. Hiện tại như anh em thấy, hiện tại bây giờ thì mình sẽ test thử đấy. Đó, thì tất cả đã được 12 giây rồi nha anh em. Tức là hiện tại bây giờ thì phóng lao nó đã trở về đúng vị trí nép của nó, và Reaper nó cũng vậy thôi. Bây giờ thì không phân biệt là đặc biệt hay là thường nữa, tất cả đều đã đúng ổn định rồi. Cái trận này 4 người clan mắm à, rồi thôi xong rồi, mình hiểu rồi, mình đủ hiểu rồi. 4 người clan mắm thì chắc chắn là 4 con dê, đảm bảo luôn em ạ. Đấy, nó đang tiến sát về team mình rồi, kiểu này là không thể đỡ được rồi. Thì mấy cái clan mà top Việt Nam á, để mà giành top thì tất cả họ đều phải nạp nha. Đấy, mình đảm bảo luôn ấy, chứ không thể nào mà có vụ mà con dê nó được miễn phí cả. Đấy, thật sự ấy. Rồi ok, bây giờ là 4 người clan nha. Hy vọng là mình có thể đỡ được một hai ông gì đó thì cũng... À thôi quên đi. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn, nó bay mình sai vậy luôn à. Thôi được rồi, không sao. Trận này chủ yếu là mình sẽ chiến đấu tới cùng nha em ạ. Về mảng mà nếu như mà phóng lao bị nép á, thì mình gắn trên con Heria vẫn còn chơi khá là tốt nha em. Ấy, bằng chứng là nó có thể solo một bộ với một con dê đấy anh em ạ. Thật sự đấy, nhưng mà cái này là ba con thì mình chịu rồi, thua đấy. Thì bây giờ ở trên mặt ranh này thì hiện tại mình gặp rất là thường xuyên những cái thành viên của những clan mạnh nha. VNE mắm nè, đắng nè, rồi ui ở đâu tự nhiên con Resist xuất hiện nha. Ui trời ơi, ủa mình giết nó rõ ràng mà tại sao nó lại không tính mạng nha. Ngộ nha, sao cập nhật mày lỗi nhiều thế. Dù gì thì tại cái ở quầy lan này thì cũng có một vài thanh niên rất là dễ tự ái này, mà kiểu như là mới vào gặp cái lan bên kia, gặp 4-5 con về chạy vòng cái lại không muốn bắn, lại thoát kem ấy, rồi sao lại lên là kêu ca là tại sao bị thằng chủ tuyến thấp này kia đâu ấy. Cái này mình cũng xin thôi nha, chung là mấy ông chơi cho đẹp một tí ấy. Lý do vì sao mà mình lại ghét chơi tử chiến đó chính là cái dấu hiệu đầu tiên khi mà thua một vài mạng hoặc là mới vô á, mấy ổng cầm con boss xong bị giết mất con boss, cái đó bắt đầu tức cay, sao không làm được vậy, cái thoát trận đấy bỏ cho đồng đội cũng làm gì làm ấy. Cho nên là cái lý do mình rất là ghét chơi tử chiến nha, thật sự luôn đấy. Chơi tử chiến mình gặp rất là nhiều thanh niên dễ tự ái, chơi game mà tự ái, chơi gì nghỉ đi, chơi gì nữa. Dạ yeah. Clan này toàn MK3 không á, đáng sợ ấy. Rồi còn một con Ravana, không biết mình có đội Titan ra kịp hay không. Đấy, thường xuyên dạo gần đây thì mình gặp đó là clan mắm nè, clan đắng, pro, god, và mấy clan nước ngoài nữa. Cái lý do vì sao mà trong những video của mình ít là gặp clan 26 á thì anh em cũng hiểu rồi. Đấy, clan đó không thường xuyên xuất hiện ở rainbow địch đâu này mà, hạ cấp hành gà không ai, cho nên là nó ít nó ở rainbow địch lắm. Cho nên là thôi kệ, không sao, đỡ gặp cũng đỡ chửi hơn. Đấy, mình toàn gặp những cái clan chơi đẹp thôi. Nhưng mà mấy ông chơi chung team á thì mấy ông bớt gáy giùm tôi cái. Thiệt luôn á, đi team á xong rồi 4-5 người vô áp sát nguyên một team, xong cái đăng đàn, đăng ảnh đồ gáy này kia đồ hay khoe thôi nghỉ mẹ đi. Vậy chơi làm gì? Đấy, ok, được một kill nữa này. Đấy, hiện tại anh em có thể thấy là 4 con dê đó vẫn chưa chết con nào nha anh em. Quá đáng sợ rồi. Sao? Con Newton nó đem súng mù thì gần như là nó sẽ không chơi nổi đâu. Thật sự luôn đấy, Newton mà đem súng này thì quá là đuối rồi. Không biết mình có giết nổi thanh niên nữa không nhỉ? Thanh niên đó nãy giờ mình gây sát thương là nổng nhiều nhất luôn đấy anh em ạ. Vẫn còn sống luôn kìa. Hay, ngon, ok. Được hai skill cũng được rồi. Đấy, cái súng tích hợp của mình đó là nó gây kiểu như là gây máu tối đa nha anh em, tức là còn bao nhiêu đó máu thì chắc chắn sẽ chết rồi, không thể nào đỡ được. Ui trời. Rồi ok, mình đã hết boss rồi. Kiểu này thì chắc chắn là thua, nhưng mà không sao, dù sao thì cũng chiến đấu hết mình rồi. Đấy. Nè. Thanh niên này đang cầm đó là Mep và Kugo.
combo này cũng tương đối là ngon nha anh em. Trong thời gian tới thì mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua cho con dê cái bộ combo này, còn Ravana thì mình sẽ chuyển cho nó chính là bộ Scepter, bởi vì Scepter bắn ở tầm gần thì tương đối là lực nha, và cũng khá là mạnh. Loa thì nó bắn khá là đuối với mấy con dê này, loa bắn đuối thật, thậm chí tất cả Titan bắn cũng hầm thốn nữa. Loa MK3 thì may ra, còn lại thì mắt đam thì còn may ra là có thể ăn được, chứ bây giờ mà loa cùi cùi bắp bắp MK2 là thôi khỏi, giải ngứa thôi này mà chả có miếng đam nào cả. Ui rồi mấy thanh niên này cầm dê toàn là Mét và Kugo không nha, và cả Newton nữa. Nói chung là cái trận này thì bốn người la nắm thì nó đã đè sạch team mà rồi, mình không thể nào đỡ được. À đúng rồi, quên nữa, còn cái combo này hiện tại thì được đấy, hiện tại thì mình nghĩ là vẫn còn sẽ sử dụng được, bởi vì nó bắn chậm một tí nhưng mà đam cũng tương đối là to đấy. Ok, thanh niên rút cầm cái combo mình chưa gặp bao giờ luôn em ạ, thật sự luôn, mình chưa từng gặp con rút nào cầm cái combo này. Con Newton này gắn súng nhìn thấy khó chịu thật sự này mà. Ok, thua rồi, không sao. Chung trận mở màn thì mình xui, mình chết hai con boss lãng xẹt. Không sao, chung là đụng độ clan thì lép vế là phải rồi, nhưng mà không sao, mình cứ chơi thôi, trận đầu tiên cũng được. Đó, dù sao cũng đã chiến đấu rồi, top 1, ok. Tiếp tục trận 2 anh em, trận này mình nghĩ là mình sẽ chơi ổn một tí. Ấy, cầm con Fenrir đi test độ trâu khi mà cầm combo này nào anh em ạ. Ui xoài lại một gặp một ông VNE nữa, bắt bà phi à, ui xoài chết rồi. Chết. Lại gặp mấy khứa mạnh nhất Việt Nam rồi đây. Chắc chắn là con dê nó đang chạy một vòng, biết ngay mà, ui xoài ơi, thôi. Mình nghĩ là mình xử con Skydot, ui, hên quá, ơ. Hay thiệt luôn trời. Bay cũng xa thế đấy. Mình cũng chả hiểu bây giờ, dạo gần đây mình cầm dê á anh em ạ. Mình hất tụi nó thì tụi nó không văng, nhưng mà tụi nó hất mình thì tụi mình lại văng đây mà, ngộ thật đấy. Kiểu như là game nó có một cái gì đó nó ưu ái cho mấy thằng kẻ thù của mình hơn. Mình thì lúc nào vào game mình cũng xui cả, mở xu rồi cái này kia rồi nó cũng xui cả, còn mấy thằng kia lúc nào cũng ngon lành cả. Erebus Reaper sao? Thằng Kairos này mày có dễ dai nha, mà không biến thành quả cầu luôn, được thôi. Thì nếu như mà giảm tốc độ bắn á, thì anh em có thể nhìn thấy như thế này nha. Nó cũng cỡ như là dao Talon vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em sử dụng á, thì anh em bắn liên hồi kiểu như là anh em chọt cái khẩu Space trước, sau đó anh em chọt khẩu Space thì hai cái này nó sẽ chọt liên tục. Đấy, cũng rất là hợp lý nha, cũng có thể chơi được. Nói chung là vẫn còn bá lắm, vẫn còn bá đạo lắm, anh em vẫn có thể chơi được nha. Đó, ok, ui sợi Lin cầm con này luôn à, ghê. Da hai con ăn gờ luôn. Tàn hình cũng lúc mà con Liên này, ủa lộn, Orochi này mà. Orochi cầm súng này nó gãy rồi. Dạ, không biết mình có cần nói thằng này không ta. Ui có một con dê, ui có một con Typhon hỗ trợ mình kìa. Nhưng mà con Typhon này thì mình không chống nổi hai con ăn gờ đâu. Lại một con Liên đó nữa. Ai da, đông thế nha. Cái trụ này đi giành dịch ấy, cũng khá là phê đấy. Mình giết nổi thanh niên nào không kìa. Mấy thanh niên này trâu lắm, nhưng hơn nữa thì chọt cũng tương đối là chậm nha. Dây đam thì cũng khá là ít. Trong lúc đó thì nhà mình đã tan rồi, nhà mình đã nát rồi. Không thể tin được mấy thanh niên này lại có thể làm được những khoai vậy. Rồi, mình sẽ né những cái trận đấu không mong muốn nha này. Tức là mình sẽ né cái con dê của ông Bắc Buffy này ra. Nhưng mà nếu như mà dựa trên cái cha con Arthur nữa à, căng đấy nha. Đấy, ui, nhìn là biết rồi, bay với bay MK3 rồi, bắn khá là khốn nha. MK3 thì không, MK3 thì cũng là cấp 12 đấy, full cấp 12. Quyết tâm dí mình tới cùng đây mà. Không sao, bạn dí mình thì cũng còn hơi đuối lắm nha. Đấy, còn như đây máu nhưng mà mình vẫn chơi được nha này, nói chung là cũng khá là ổn. Đấy, như mình đã nói ở trên rồi, mấy thanh niên này chỉ có cái nước là dồn tiền vào để mới duy trì được cái top Việt Nam thôi, chứ bây giờ mấy ông đâu dồn thì vào thì đâu có duy trì top được. Cái thằng ăn gờ này nãy giờ nó vẫn còn sống nè. Dạ, chết rồi, pha này dễ rồi nè, sao rồi. Mình cũng gọi được con Newton rồi, có con Luchador này chạy tới. Trời ơi, con Luchador mày cầm súng kiểu này thì mày dãy rồi, không ăn được đâu này mà. Luchador mà nó cầm súng này nó đi BVE hả,
trong trận chiến ở rank vô địch này mà cầm súng này thì thôi rồi anh em ạ. Không thể tin được là ở bậc rank này mình vẫn còn gặp những con Titan khá là cùi nha. Chắc tại mấy thanh niên nó cầm team gánh nhiều quá rồi á, mới xuất ra được những con Titan đấy. Chẳng thế nhỉ. Trời ơi, con Lu này nó cầm súng gì nữa đây? À, Vahavera cũng tương đối là ổn. Không sao, chung là như thế là ổn rồi. Mình mới qua bên đây mà hỗ trợ thôi. Đấy, như mà nói luôn em ạ, con Lu Chador cầm súng nó chắc chắn nó sẽ chết. Rồi xong, chết rồi đấy. Thấy không? Dễ gì sống nổi. Bắn con dê đó, bắn dễ ngứa không à. À, bác Buffy hủy boss luôn rồi em ạ. Chắc chắn là gọi con Titan nào ra đúng không? Gọi con Titan nào ra đi, gọi luôn đi. Mất lợi thế đây. Lợi thế bật rank vô địch này rất là quan trọng anh em. Tức là nếu như mà đầu trận mà giành được trụ thì phải giữ được trụ nha. Còn lại để mất dậy trụ trong vài giây là chắc chắn sẽ không giữ được. Mấy bữa nay mình chơi mình đã nhận ra rồi. Thằng nào đây? Sung hả mày? Sung hả mày? À, con Luchador này mà. Luchador của bác Buffy này. Ui sợi anh em có thể thấy lượng máu mà nó hồi phục kìa. Con Luchador này theo mình đoán thì chắc chắn là 3 RA rồi anh em ạ. Chứ không thể nào mà nó chịu nổi một băng. Đấy, mình bắn trả thốn thế nào cả. Trời ơi, Aomin súng mù luôn, thiệt luôn hả? Team mình Titan gì không vậy trời? Mình đảm bảo anh em luôn, con Aomin này nó bắn con Luchador đó tới sáng mai cũng chưa chết nữa anh em ạ. Thử luôn đấy. Khi mà Luchador với Rook mà nó cầm 3 RA mà con Aomin nó bắn bằng súng mù thì thôi rồi nha. Mình đảm bảo anh em nó bắn tới ngày mơi luôn đó. Con Luchador đứng không cho nó bắn luôn. Thiệt luôn á. Để mình dụ con Reset này nó bắn mình xem. À, nó bắn mình thiệt kìa. Rồi xong rồi rồi. Đấy, tao cho mày sống đường nào. Ophion có mắt. Gãy liền. Bắn tao. Chết 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 chết. Một con rốt. Một con rốt. Để xem nào. Dạ, à, Hemdan à. Được rồi, mình sẽ xử con Hemdan trước. Chạy đi đâu, chạy làm sao mà kịp. Mình sẽ để dành hất tung nha anh em. Tại vì mình không hất con Ophion nó đâu. Mình sẽ để dành để chơi thằng Rock này. Bởi vì chắc chắn là nó sẽ bay lại phía mình rồi. Mình đang đứng một mình. Đấy. Điều tối kỵ khi mà anh em chơi Newton là chắc chắn không bao giờ được đứng một mình nha. Cái pha này là mình đã lên hơi cao rồi. Con Rock đó nãy nó bước vào, mình cứ tưởng là mất thường. Phải tìm cách tránh né nó. Đấy, nó cũng biết khôn đó nè mà, nó đứng ngay cái địa hình đấy. Đấy, mình sẽ để dành hất nha. Đấy, có một người đang hỗ trợ mình, con Ophion. Nhưng mà à không phải, con Fendi à. Ui, Fendi kèm cầm xích up nè. Ờ à, cũng được, cũng ngon đấy nè, cũng để dành bắn nó được. Bây giờ chỉ có một mình thôi à. À, hay hay, được đấy. Ok. Hai con Newton thì con rốt này chết chắc rồi nè mà, nó không thể nào bay lại được. Nó phải chạy thôi. Rồi, mình hiểu luôn rồi, con rốt này chắc chắn là 3 RA luôn em ạ. Mình bắn, mình với con Newton nó bắn hợp sức là nó bắn không thốn này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nha. Cũng tương đó là lực đấy nha, nhưng mà không sao. Trâu bắn lâu cũng chết. Đấy, rồi xong, xong. À, nó lại bị hất tung lên nữa kìa. Từ từ, mình phải xử con rốt này trước rồi tính sao. Ngon, ok, giết con đó rồi. Bây giờ, cái vấn đề còn lại chính là con Titan Luchador này. Đấy, ui sợ anh em có thể thấy, mình bắn không giật máu luôn nha. Cái này chắc chắn là Luchador đủ đồ và đủ module rồi đấy. Nó đã tích đủ module rồi đấy. Chắc chắn là bây giờ mình còn bắn không thống nữa. Không sao. Nhưng mà hai con Newton thì chắc chắn Luchador sẽ không tiếp cận lại được. Hơn nữa thì team đã giành lại được trụ rồi. Đấy. Rất chia buồn với bác Buffy là hiện tại bác không thể nào mà gánh nổi cái team này đâu. Đấy. Đấy. Biết ngay mà. Ok. Rồi xong. Em là winner anh em ạ. Ờ, chắc là win đấy. Đúng rồi. Thời gian bây giờ nó đã chạy rồi. Mấy bữa nay toàn chơi mấy cái game Hurricane bắn anh hả? Dạy ngứa hả? Sao? Mấy chú muốn gì? Định chạy. Ok, game này win rồi em ạ. Đấy. Rồi, video mình nghĩ là hôm nay kết thúc nha. Hôm nay là buổi cuối tuần mình chơi nhẹ nhàng tí thôi. Ok, video mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo.